À, xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách gửi tờ khai thuế ngoại tỉnh có nghĩa là tờ khai thuế vãng lai Ví dụ như là công ty của các anh chị do cơ quan thuế A quản lý nhưng các anh chị muốn nộp tờ khai cho cơ quan thuế B thì chúng ta sẽ làm như thế nào cơ quan thuế ở đây có thể là cục thuế tỉnh thành phố hoặc là chi cục thuế quận huyện, trước tiên ở trên hệ thống thuế điện tử các anh chị sẽ vào trong cái mục là khai thuế sau đó chọn là đăng ký địa bàn vãng lai thì các anh chị muốn nộp tờ khai cho cơ quan thuế nào thì các anh chị sẽ chọn cơ quan thuế đó ví dụ như ở đây tôi muốn nộp cho cục thuế thành phố hồ chí minh thì tôi sẽ chọn là cục thuế Còn nếu các anh chị gửi cho chi cục thuế thì các anh chị sẽ chọn chi cục thuế tương ứng. Sau đó là chọn là đăng ký. Tiếp theo là các anh chị sẽ đăng ký tờ khai vãng lai like bằng cách là click chọn vào đây. Thì có một số tờ khai các anh chị sẽ chọn đăng ký. Ví dụ như ở đây là tôi đăng ký tờ 05 giá trị gia tăng. Thì tôi sẽ chết vào đây. Rồi ra có một số tờ khai khác nữa, nếu mà các anh chị có nộp thì các anh chị sẽ đăng ký và sau đó chọn là đăng ký. Nếu các anh chị muốn đăng ký thêm thì sẽ chọn là đăng ký thêm tờ khai. Còn nếu hủy đăng ký thì chọn và chọn là đăng ký ngừng tờ khai. Tiếp theo là ở trong cái mục là đăng ký tờ khai. Các anh chị sẽ chọn là đăng ký thêm tờ khai. sau đó các anh chị chọn cái mẫu tờ khai là năm giá trị gia tăng nếu các anh chị kê theo từng lần phát sinh thì các anh chị sẽ uh, gõ cái kỳ bắt đầu tức là ngày tháng năm và chết vào trong cái ô vuông này sau đó các anh chị kéo xuống và chọn là tiếp tục còn trường hợp nếu mà các anh chị kê khai theo tháng thì các anh chị chọn kê khai theo tháng từ tháng mấy, ví dụ như là tháng 10. Sau đó chọn là tiếp tục. Và chấp nhận. Ở trong cái phần mềm hỗ trợ kê khai thì các anh chị sẽ vào trong cái mục là thuế giá trị gia tăng, sau đó chọn là tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh, mẫu 05 giá trị gia tăng thông tư 80 cơ quan thuế cấp cục các anh chị sẽ chọn cái cơ quan thuế mà các anh chị muốn nộp tờ khai thì ở đây tôi chọn là cục thuế thành phố hồ chí minh cơ quan thuế nơi nộp thì tôi chọn cục thuế thành phố hồ chí minh còn nếu mà các anh chị nộp cho chi cục thì các anh chị sẽ chọn là chi cục tương ứng tờ khai theo tháng hay là tờ khai từng lần phát sinh thì ở đây tôi đang chọn là tờ khai tháng và sau đó là nhấn đồng ý. Sau đó các anh chị kê hết những cái thông tin trong đây. Và sau khi kê xong thì các anh chị sẽ ghi lại. Kết xuất tờ khai. Ở đây các anh chị sẽ kết xuất tờ khai định dạng là XML. thì mặc định là tôi đang ở tỉnh này do vậy là cái chữ NTH đứng đầu khi mà các anh chị gửi tờ khai cho tỉnh khác ví dụ như ở đây Hồ Chí Minh thì là cái chữ HCM nó đứng đầu sau đó các anh chị sẽ vào trong cái phần là khai thuế nộp tờ khai XML các anh chị sẽ chọn tệp tờ khai và chỉ đường dẫn đến cái thư mục mà chứa tờ khai. Ở đây là HCM Open. Và các anh chị sẽ ký điện tử, sau đó là nhấn nút nộp tờ khai. Như vậy tôi hướng dẫn các anh chị cách gửi tờ khai ngoại tỉnh. Nếu các anh chị có những cái vướng mắc gì thì các anh chị có thể để lại ở trong cái phần bình luận video. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.